đoạn đường này cũng rất là đẹp đấy các bạn này. Khi chúng ta đi dọc đường này thì ở phía hai bên á, nó có nhiều cái địa điểm để chúng ta chụp hình lắm các bạn. Đây là đoạn đường bắt đầu đi lên chùa Lít Ứng đấy các bạn ơi. Đấy, rất là nhiều đôi bạn trẻ, nhiều đôi bạn trẻ đến ở khu vực này để chụp hình cưới rồi là chụp hình lưu niệm vân vân. Đây là đoàn mới bắt đầu chuẩn bị lên chùa Lên Ứng, đường lên bán đảo Sơn Trà đây các bạn, rất là đẹp. Lên ở khu vực này thì không khí rất là mát mẻ, yên tĩnh, không có cái sự ồn ào của thành phố đâu các bạn, rất là đẹp. Ở hai bên thì cây xanh rợp bóng rất là mát. Và đặc biệt vào mùa hè này á, thì ở cái khu vực bán đảo Sơn Trà này có rất là nhiều hoa dại nó đang nở đấy các bạn. Hoa dại đấy, nó nở lên rất là đẹp. Đến cái đoạn này á, thì chuẩn bị để lên cái khu vực chùa Lên Ứng cho nên chúng ta thấy cái con đường nó càng đẹp hơn đấy các bạn này. Đấy. Các bạn nhìn ở phía trước á, các bạn nhìn ở phía trước màn hình á, là mình đang quay cho các bạn xem cái đoạn này. Thì ngay ở vị trí này thì chúng ta đã quan sát được cái tượng Phật ở trên kia, rất là đẹp rồi các bạn này. Đấy. Tượng Phật. Phật nằm ở bên kia các bạn này. Đấy, chúng ta nhìn nha. Ở phía trước của chùa Lên Ứng này á, nó có một cái đoạn đường như thế này. Đây các bạn nhìn xem nha. Tức là ở dưới chân của cái chùa Lên Ứng á, phía trước cổng thì nó có một cái đoạn đường như thế này. Và đoạn đường này á, thì các bạn thường lên đến ở khu vực này dừng lại và chụp hình về thành phố Đà Nẵng. Bởi vì khi đứng ở cái đoàn này, khi đứng ở cái khu vực này thì các bạn có thể quan sát thấy rất là rõ về toàn thành phố Đà Nẵng nhé các bạn. Đấy. Đây các bạn thấy chưa nào? Và các bạn thì thường dừng lại ở khu vực này để quay phim chụp hình bởi vì cái đoàn này nó rất là đẹp, một bên là núi, một bên là biển đấy các bạn. Đấy, một con đường đẹp tuyệt vời nha. Chúng ta quan sát về thẳng trước màn hình thì chúng ta thấy toàn cảnh của thành phố Đà Nẵng đấy các bạn. Nếu có dịp thì chúng ta có thể lên đây vào ban đêm. Vào ban đêm thì cái hình ảnh nó không được rõ, tuy nhiên nó sẽ hiện hữu trước màn hình chúng ta một cái thành phố biển, một thành phố năng động, một thành phố rất là nhiều ánh đèn lung linh, rất là đẹp. Đấy. Thường là các bạn trẻ thường lên đứng chỗ này để chụp hình đấy các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Đi tiếp chạy ngang, đi vượt qua khỏi chùa Lên Ứng và đi thẳng lên trên kia. Như vậy là chúng ta đang đến cái đoạn trước cửa của chùa Lên Ứng này các bạn. Đấy, chúng ta nhìn xem nhé. Đây là ở phía trước chùa Lên Ứng, nhưng mà thường á, thì các cái loại phương tiện xe gồ nó sẽ di chuyển lên đường đầu kia và nó sẽ chạy thẳng lên trên chùa Lên Ứng luôn, chứ chúng ta ít đi ở đường này vì đường này rất là cao. Đường này là đường đi bộ rất là cao đấy. Các cái phương tiện xe gồ, xe ô tô, xe gắn máy hay là các cái phương tiện khác thì người ta sẽ lên cái đường này đấy các bạn này. Đấy, bởi vì cái đường này thì nó sẽ chạy thẳng lên trên chùa luôn, chạy sát lên trên chùa. Như vậy thì khi qua khỏi chùa Lên Ứng thì chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển lên bán đảo Sơn Trà. Và trên khu vực bán đảo Sơn Trà này thì có một cái khu resort, khách sạn rất là VIP. Đấy, rất là nhiều cái khu du lịch ở trên này đấy các bạn. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ chiêm ngưỡng một con đường khỉ rất là đẹp, tí nữa mình sẽ quay cho các bạn xem.
Và đường này chính là cái đường mà chúng ta đi thẳng lên cây đa trăm tuổi này. Đi thẳng lên trên kia là có cái đỉnh Bàn Cờ này. Đấy, đỉnh Bàn Cờ ở trên tút trên xa kia các bạn. Bên xa lắc trên kia đấy. Đấy. Và đỉnh Bàn Cờ rồi là cây đa trăm tuổi cũng như một số di tích lịch sử ở phía trên này. Thì nếu bạn nào có điều kiện thì chúng ta sẽ di chuyển lên trên khu vực kia để chúng ta xem nha. Và như lúc nãy mình có nói với các bạn là vào mùa hè này á, thì cái trên bán đảo Sơn Trà này nó có một cái số loài hoa dài rất là đẹp. Hoa dài nha các bạn. Đấy. Nó nở trắng với cái sườn sườn núi đấy các bạn này. Đây. Mình không biết loài hoa này là tên gì nhưng mà chỉ biết là hoa dài thôi. Các bạn xem trên màn hình nha. Tức là nó nở trắng cả một cái sườn núi. Chỗ nào có cái cây này thì nó đều nở hoa hết các bạn. Tuyệt đẹp, rất là đẹp nha các bạn. Đấy. À, mình xin giới thiệu với các bạn là khi mà chúng ta di chuyển từ dưới trung tâm thành phố Đà Nẵng để lên các cái khu vực, các cái điểm ở trên bán đảo Sơn Trà này, thì qua khỏi chùa Linh Ứng thì chúng ta sẽ bắt gặp một cái khu du lịch Biển Đông. Thì thực ra thì khu du lịch ở bên này thì đa số là chúng ta tự túc, tự tổ chức theo kiểu gia đình và chúng ta sẽ đi thẳng vào trong kia các bạn. Tức là chúng ta sẽ tổ chức theo nhóm, theo đôi, theo cặp, theo gia đình và chúng ta tự mang thức ăn. Rồi là chúng ta có thể mang thức uống vân vân. Các cái vật dụng cá nhân của mình để di chuyển lên trên này chúng ta sẽ vui chơi. Thì chúng ta sẽ đi thẳng vào trong này nha các bạn. Đi thẳng xuống ở dưới kia nó có các cái gành đá, nó có các cái bãi, nó có các cái chòi để chúng ta ngồi ở dưới kia. Nói chung là vào những ngày nghỉ lễ hoặc là những ngày nghỉ trong tuần thì nếu các bạn có điều kiện thì nên đến ở các cái khu vực này để chúng ta chơi. Bởi vì khi chúng ta lên ở trên khu vực bán đảo Sơn Trà này thì chúng ta sẽ chiêm ngược được về không khí rất là sạch này. Đấy, không khí rất là sạch. Cảnh thì thiên nhiên, cây cối rất là nhiều. Và đặc biệt ở thành phố Đà Nẵng thì chúng ta biết rồi, riêng bán đảo Sơn Trà này thì một bên là núi và một bên là biển. Thì đó là một cái hình ảnh mà tuyệt đẹp, ít nơi nào có như thành phố Đà Nẵng. Và vào buổi chiều thì không khí cực kỳ mát đấy các bạn. Buổi chiều lên trên này mát cực kỳ. Và chúng ta sẽ có các cái địa điểm vui chơi ở trên này. Vừa tận hưởng được không khí, vừa ngắm nhìn núi rừng, vừa tận hưởng được cái không khí và tắm biển này các bạn. Chúng ta có thể tắm biển đấy. Và đến ở khu vực này thì có một cái địa điểm tiếp thứ hai, đó là khu du lịch sinh thái bán đảo Sơn Trà, bãi Ràng Hồ Bình. Đấy, chúng ta xem nha. Thì cũng như các cái địa điểm khác thì chúng ta nhìn thấy là đây là một khu du lịch địa điểm thứ hai đấy các bạn. Và chúng ta sẽ di chuyển vào cái cổng này. Đấy, đây là cái cổng đấy các bạn. Và chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong. Sau đó chúng ta sẽ đến các cái bãi ở phía dưới. Trong đó nó tổ chức đầy đủ tất cả. Ví dụ như nhà hàng này. Rồi các cái chòi để chúng ta thuê ngồi này. Rồi là tất cả các món hải sản này, bia, nước ngọt, vân vân. Tất cả đều có nha các bạn. Đây, ví dụ như mình quay xuống cho các bạn xem là ở trên này nhìn xuống thấy biển đấy các bạn. Và chúng ta sẽ đi xuống bãi Ràng và Hồ Bình bằng cái đường này. Đấy, bãi Ràng Hồ Bình nha. Bằng cái đường này. Thì riêng cái nội dung mà đi xuống bãi Ràng và Hồ Bình này, mình sẽ làm một cái clip riêng để cho các bạn xem cụ thể, xem cái cách đi như thế nào và mình đến cái bản Ràng này chơi thì mình phải chuẩn bị tư trang cá nhân như thế nào. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đi. Rồi chúng ta nghỉ qua đêm thì như thế nào và giá cả bao nhiêu thì mình sẽ liên hệ trực tiếp với chủ để mình trao đổi
và mình thông báo cho các bạn trên cái clip để cho các bạn có thể biết tham khảo, và chúng ta đến thành phố Đà Nẵng du lịch thì chúng ta sẽ an tâm về giá cả nhé các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Đi tiếp. Cái địa điểm thứ ba đó là mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đó là nhà hàng Bảy Ban. Đấy. Nhà hàng Bảy Ban này cũng thuộc Bãi Rạng Sơn Trà luôn các bạn. Thì ở trong này như lúc nãy mình giới thiệu bên kia thì nó có đầy đủ. Nó có nhà hàng, nó có các món hải sản, nó có các cái chòi, nó có các cái gần đá, nó có bãi biển. Và vào đây thì ngoài việc chúng ta liên hoan ăn chơi ra thì chúng ta có thể tắm biển đấy các bạn. Đấy. Chúng ta có thể mang theo đồ tắm để tắm biển, bởi vì ở khu vực này thì biển cực kỳ sạch. Đấy, chúng ta chú ý, biển ở khu vực này cực kỳ sạch nha các bạn. Rất là mát, đặc biệt là vào những ngày mùa hè này thì nước rất là trong xanh, nước rất là trong xanh và cái làn nước rất là mát. Nếu chúng ta xuống tắm biển xong, sau đó chúng ta lên ngồi ở các chòi, các khu vực nhà hàng để thưởng thức các cái món hải sản, cùng uống các lon bia thì cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, đây là suối Ràn nha các bạn. Và những cái địa điểm cụ thể này thì mình sẽ làm một cái clip riêng. Mình sẽ quay cho các bạn một clip riêng để hướng dẫn cụ thể cho từng cái nội dung. Còn mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem thôi. Tiếp tục nhá. Đây là suối Ràn, mình đi thẳng xuống dưới kia. Bên kia là nhà hàng Bãi Ràn, thì thực ra đây là một chỗ thôi các bạn. Thì khi xuống ở dưới kia thì chúng ta có thể di chuyển đến vị trí nào mà chúng ta thích. Và bây giờ chúng ta đi tiếp nhá. Đi tiếp lên bán đảo Sơn Trà. Thường thì bên khu vực này thì khách tham quan và đến chơi thì thường thường là gần trưa. Bởi vì người ta đến chơi gần trưa, sau đó rồi chơi đến chiều luôn các bạn. Đấy, đây là khu vực xuống bãi Rạng này, xuống nhà hàng nhé các bạn. Đấy. Vì cái bãi Rạng và nhà hàng này thì nó có rất là nhiều đường xuống. Chúng ta có thể đường đi xuống đường ở đầu kia hoặc là đi ở khu vực này tùy. Và đến đây thì nó có một cái nhà hàng cũng khá là đẹp này. Đây gọi là khu du lịch nhà hàng Sơn Trà. Đấy. Rất là nhiều. Nói tóm lại là bên khu vực Sơn Trà này thì đa số là du lịch mà, cho nên là rất là nhiều nhà hàng nhé. Và sau đây mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn qua khỏi cái bãi Rạng nhé. Đến một đoạn khoảng 200m thì phía bên tay phải có một con đường. Đây. Bên tay phải nhé các bạn. Bên tay phải sẽ có một con đường rẽ phải vào. Thì chúng ta sẽ vào các cái điểm này. Bãi đá của Obama. Đấy. Bãi đá Obama, khu vui chơi giải trí. Từ đây vào trong kia khoảng 250m. Rồi có bãi đá trường học này. Rồi là có một cái địa điểm, đó là điểm bè Ông Phú. Ở nơi đây thì chúng ta sẽ tận hưởng những cái không khí tuyệt đẹp, ăn hải sản này, lặn ngắm san hô này, và ngồi lên các cái chòi để dùng các cái loại hải sản. Đấy. Vào trong này cực kỳ mát đấy các bạn. Nếu chúng ta đi vào buổi trưa thì chúng ta có thể chơi đến chiều đấy các bạn. Đấy, vào buổi trưa thì chúng ta chơi đến chiều luôn, rất là mát. Tiếp tục đi thẳng vào trong này thì có cái khu vui chơi giải trí bãi đá trường học. Đấy, thử đi xem nha. Vào trong này thì rất hoang sơ đấy các bạn. Đẹp lắm, cảnh núi rừng tuyệt đẹp, rất là hoang sơ. Và lên đây thì chúng ta có thể nghe được tiếng chim kêu vườn hú. Tiếng chim kêu vườn hú. Đấy, chúng ta nghe tiếng ve kêu chưa? Đấy, mọi người đang đi chơi đấy các bạn. Mọi người bắt đầu chạy vào chơi đấy. Trong này có nhiều cái bãi lắm. Và trong này thì chúng ta vào chơi mát mẻ, và chúng ta từ phương tiện đi và có thể mang theo thức ăn được các bạn. Đây là bãi Obama. Đấy. Đi thẳng vào trong kia bãi Obama và đi thẳng
đầu này là bãi trường học. Đấy. Như lúc nãy mình đã nói với các bạn là mình sẽ làm từng clip riêng cho từng bãi này, từng cái khu vực địa điểm riêng cụ thể. Còn hôm nay mình chỉ có giới thiệu cho các bạn về cái đường từ thành phố Đà Nẵng lên bán đảo Sơn Trà, thứ hai nữa là nó có bao nhiêu cái địa điểm để chúng ta vui chơi thôi. Còn từng cái địa điểm cụ thể, ví dụ như bãi Ràng này, khu bãi đá Obama này, khu bãi đá trường học này, hay là những cái khu vực mà check-in chụp hình ở phía dưới kia và thưởng thức hải sản, thì mình sẽ ghi hình riêng nha các bạn. Mình sẽ ghi hình riêng từng cái địa điểm cụ thể cho các bạn xem. Đấy, chúng ta cứ chạy thẳng vào giống như các bạn trẻ vừa đi qua đấy. Đấy, chúng ta nhìn thấy cho đây là khu vực đường để đi xuống này. Đấy, ở dưới kia. Bây giờ là có khách rồi đấy. Bây giờ 9 giờ nhưng mà đã có khách tới rồi đấy. Tiếp tục lên ở trên này thì bãi đá sinh thái. Đấy, chúng ta thấy đây là cái khu vực nhà xe này. Mới khoảng 9 giờ nhưng mà mọi người đã đi chơi ở bên này rất là nhiều. Mình vào một đoàn nữa. Vào trong này rất là hoang sơ. Các bạn đang gửi xe để chuẩn bị xuống đấy các bạn. Đấy. Các cái bãi vui chơi ở dưới kia các bạn. Ồ, thấy tèm mít chưa? Tèm mít. Đấy, xuống ở dưới kia. Chúng ta có cái đường đi xuống ở đây là sát bờ biển đấy. Sát với cái biển và chúng ta có thể ăn chơi hải sản, đồng thời chúng ta tắm rửa ở dưới này vẫn được. Không biết các bạn có lắng nghe được tiếng ve kêu vườn hú ở trên này không? Cho mình ở khu vực này thì nghe tiếng ve kêu, chim kêu, vườn hú rất là nhiều đó các bạn. Thì như vậy là lúc nãy giờ mình giới thiệu cho các bạn cái đoạn đường từ trung tâm thành phố Đà Nẵng lên bán đảo Sơn Trà. Thì trên đoạn đường đó nó đi qua một vài cái địa điểm du lịch mà chúng ta cần biết. Và khi đến thành phố Đà Nẵng thì chúng ta không nên bỏ qua những cái điểm du lịch đó. Bởi vì khi đến với núi rừng, đến với biển, đến với những món hải sản tươi sống của thành phố Đà Nẵng thì chúng ta không thể bỏ qua những cái khu vực đó được. Thì mình đã giới thiệu cho các bạn một số cái địa điểm như vậy. Và từng địa điểm cụ thể, từng cái nội dung cụ thể, từng cái trò chơi cụ thể ở dưới khu vực bán đảo Sơn Trà này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn từng cái video riêng nha các bạn. Và sau đây mình xin kết thúc cái video giới thiệu đường lên bán đảo Sơn Trà và một số địa điểm sinh hoạt dã ngoại, picnic cũng như thưởng thức cái cảm hứng của núi rừng và biển cả, đồng thời sử dụng các cái món hải sản tươi ngon của thành phố Đà Nẵng đấy. Thì mình xin kết thúc cái video ở đây để tiếp tục ghi hình các cái nội dung khác. Xin chào và hẹn gặp lại, và rất mong tất cả các bạn ủng hộ kênh của Khám Phá Việt Nam TV bằng cách like, share và đăng ký để cho kênh của chúng tôi ngày một phát triển hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin hẹn tất cả các bạn những clip tiếp theo giới thiệu về các cái cung đường cũng như các cái địa điểm picnic dã ngoại tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Xin chào và hẹn gặp lại.